Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết một ngư dân vẫn mất tích sau khi tàu cá QNG-41464 trên đường về bờ thì va chạm tàu hàng. Trước đó, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 7 tháng 2, trạm kiểm soát biên phòng Bưng Quang, đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận tin báo từ ông Lê Văn Hình, 42 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNG-41464 về việc tàu của ông gặp nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng điều động xuồng cao tốc MS-50 BP-081-502 với 10 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm. Sau khi được chăm sóc y tế, ông Hên được tàu cá QNG-92292 đưa ra hiện trường tiếp tục tìm kiếm ngư dân. Theo thuyền trưởng Lê Văn Hên, nhiều khả năng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong cabin của tàu chìm. Do thời tiết không thuận lợi, vào đêm tối gây khó khăn, nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và QNG-92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát. Trong sáng nay, lực lượng phối hợp tiếp tục thuê thợ lặn tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm để tìm kiếm người mất tích.